Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Bữa nay mấy chị em có chuẩn bị một mớ tép á, đặng hồi mình làm cái món tép chiên bột. Mời cả nhà thưởng thức luôn. Cái này chắc rau hồi Quang đi hái rau thêm đó Quang ơi. Em thấy trước có cây xài trước kìa. Ừ. Với bụi lá lốt nữa. Hái thêm vô hồi mình ăn cho nó ngon. Dạ. Nhiều rau ăn nó không đỡ ngán. Ừ. Này giống như bánh xèo vậy Quang. Dạ. Cũng giống vậy, bánh xèo thì mình trộn cái nhân đó, mình cũng nhân tép này nọ mình để vô cái này là mình bột mình trộn vô luôn. Ừ. Út Hơi có ăn món này chưa Út Hơi? Dạ rồi. Anh Hơi? Dạ em ăn rồi luôn. Ăn rồi nha, ăn rồi vẫn được nha. Ăn rồi thì khỏi ăn hay gì? Không có, ăn nữa có sao đâu. Này thì mình ăn với lá cách, rau thơm, rồi cải xanh. Thì chứ có cải xanh cuốn chung với lá cách ngon lắm Quang. Dạ. Nó hơi đắng đắng nhưng mà nó ngon. Như đây chiên chắc cũng nhiều rồi nha. Tép này thấy cũng nhiều nữa ha. Một bổ luôn. Ừ. Nhìn cái này giống như cái thúng vậy ông Thư. Giống như cái thúng hồi xưa á. Ông Thư biết cái thúng đó không? Dạ không. Hiện tại giờ thấy không còn thúng nữa ha. Ừ. Còn ba cái giờ cái ba cái rổ nó nhiều á. Hình như chị nhớ là cái thúng đó hồi xưa là đựng cám phải không ta? Dạ, cám mà lúa lúa đó. Lúa cám. Hồi đó thường thường là em thúng nào hư là em đem lại làm cái ổ gà. Ừ, đúng rồi, tận dụng á, cái đó gọi là tận dụng. Dạ. Hình như ở nhà bà ngoại em hình như có. Có không? Có, nó hình như giống gì mà nó bự hơn nhưng mà nó hình như nó hư hơn không chị Quy? Đúng rồi, đúng rồi. Nó hư hơn. Vậy mà la không biết cái thúng. Tự nhiên nói cái em quên cái gì vậy? Nhiều khi nó bất ngờ, quen thuộc mà nó bất ngờ quá cũng không có nhớ nó nữa. Không biết cái đó kêu bằng sao á. Cái cải này quen, cải này mình ăn sống á thì mình mua những cái loại cải mà nhỏ nhỏ á. Dạ đúng rồi. Lá nhỏ như vậy nè. Chứ còn là bự quá thì mình để dành nấu canh á. Dạ. Này mình cuốn nó dễ. Cuốn một là được miếng rồi đó. Ừ. Chị thấy cái món này là có hai người yêu thích rồi đó. Chị Hư với anh Quang. Đúng rồi. Này có gao không? Món tủ. Ừ, có gao được á. Miễn có gì cứ cuốn gao là em đó. Với anh Hư sao chứ ăn món này thấy món này là mê liền. Em cũng phải lắm. Có gao dễ ăn. Ai cũng thích hết trơn á Hư. Không lẽ mình nói thích nữa thì cũng kỳ. Đúng rồi. Lá cách này nấu canh ăn cũng ngon lắm à. Lá cách này nấu canh ăn mát lắm. Dạ. Yeah. Nấu với gì anh Quang? Cá lóc đồng hay là cá tép được cái gì cũng được chứ. Cứ nấu với thịt bò cũng được nữa. Đúng rồi. Rồi. Cái cách chị mất ngủ á. Đúng rồi, ăn chị mất ngủ. Ai cũng mới đâu. Nè bà Quang lấy xà nấu cho đây nè, có nè. Ngủ ha. Cá non là ăn được à. Rồi. Dạ, không được. Ở trên đây nhiều nè Quang ơi, chịu khó trèo lên cây xài cát này nè. Lên kiền chưa? Khó chịu lắm. Xài này xài cát thơm lắm. Dạ. Ăn hai loại cho nó biết cái mùi vị nó khác sao. Ừ. Rồi được rồi Quang ơi. Xuống mình bẻ thêm một mớ lá lốt nữa được rồi, nhiều lắm rồi nè. Vậy chứ nhiều lắm. Rau ít vậy chứ nhiều lắm á. Ừ. Ngon. Cái này mà có đọt đều nữa ngon nữa. Dạ. Đọt đều giờ nó ít lắm anh ơi. Ờ. Mùa này nó không có nhiều. Bụi lá lốt thì đậu quá thối thần gì chứ. Ăn hoài không hết, càng bẻ mà nó càng ra càng nhiều. Cái này ăn có vị thuốc nè. Lá lốt mà ăn già cái vậy nó ngon nè. Đúng rồi, ăn nó thơm, già nó càng già càng thơm. Có những người ta không biết á, ta bẻ lá non ăn không à. Nhưng mà lá non nó cái vị nó đâu bằng lá già đâu. Ờ. Thường thường mấy người bán bò lá lốt là chọn lấy mấy lá già này không nè. Ừ. Lá lốt mà nấu canh cũng được đó mà. Khác thật sự sợ. Bên đây mấy lá bự rồi. Dạ. Cái này giống lá chầu quá ha. Đúng rồi. Cái này nhìn nó giống lá chầu. Chầu thì nó leo lên cây.
Dạ, ít cũng ít ăn trầu rồi. Bây giờ trầu dưới cao nó hiếm lắm, nhưng mà trầu dưới cao giờ nó mắc lắm. Dạ. Ở gần nhà anh có nguyên hàng cao đó. Dạ. Người ta trèo cao là người ta có đồ nghề người ta mới trèo được. Trời ơi, cao ốc nhơ mà. Ừ. Cái dừa em còn sợ ở đây. Cái cao đó sao nào chịu nổi. Trong đó bự không ha? Đá bự, bự. Trong đây chắc gần trong mấy cây đất rồi. Dưới mình ít bẻ nữa, trong đó ít bẻ hơn. Ở ngoài đi ngang, sớt ngang rồi. Ừ. Lâu lâu mới ra. Mà lá lốt này xào ăn rất là ngon đó Quang. Dạ. Bữa mình xào ớt đó. Ừ, đúng rồi, xào thơm dữ lắm. Nó không thua gì lá cách đâu. Ừ. Cái này gặp chú Bảy nữa. Chắc kim khi kiếm vài xị nữa anh ạ. Bây giờ em pha bột để chuẩn bị chiên tép. Cho bịch này vô. Là bữa nay mình làm tổng cộng khoảng 3 bịch ha. Dạ. Còn một bịch trường heo không Phư? Dạ. Mình trộn từ từ đó chị. Ừ. Để ngồi nó dư. Giờ em cho miếng bột ngọt. Miếng đường. Ít muối. Rồi em đổ nước vô. Cái này nó cũng tâm linh lắm đó. Bước này nè. Tâm linh đó. Dạ. Tâm linh là gì không chị? Đổ một cái ào vô là rồi luôn á. Mình phải đổ từ từ. Đổ vô cái ào vô cái anh chạy đi thêm bịch bột nữa, chạy mua thêm bịch bột nữa. Còn bịch bột mà, chứ còn bịch nữa mà. Cái này chắc hết nước luôn quá. Còn bịch mà sợ gì cứ việc làm đi. Cái này em bắt quá không? Anh Quang cũng đồ em chứ gì. Hồi hộp lắm chị ơi. Bột nó có giòn có ngon hay không là do người pha bột á. Anh Quang nhóm lửa rồi đó nha. Tranh thủ đi. Em tán bột nó cũng đều rồi, vậy em cho tép vô. Vậy em trộn lên. Nhiều quá ha. Dạ. Tép cái bột vô nó nhiều. Ừ. Chị sẽ làm tô nước mắm thần thánh mới được. Giờ em cho tiêu vô. Này hư trộn xong cái nhanh mà. Để dạ. Chảo cái tép này lẹ. Em còn xong rồi đó nha anh Quang. Trời lửa anh là cháy nãy giờ đó. Thấy thèm không anh Thư? Thèm. Chiên lên vàng thèm nữa. Đói bụng. Rồi đó anh Quang ơi. Chắc trứng này ăn ngon lắm. Mẹ thứ hai thôi rồi, dạ mẹ thứ hai. Mẹ hai nó nhanh hơn mẹ trước. Đây lửa nó càng ngày càng nóng mà. Ừ. Cái này bự hơn cái trước rồi. Nó mỏng hơn. Nó mỏng hơn tại em nói anh đổ ở trên đổ xuống thì nó sẽ tròn, tại vì mình kéo ra thì nó sẽ mỏng hơn. Dạ. Yeah. Nhưng mà càng mỏng ăn càng ngon. Ừ. Tép này xinh lẹ. Tép nó xào lửa lắm, để vô tôm tép rồi để vô lẫn rồi. Nó xíu anh vàng. Mốt mà làm thêm loại cũng có chiên bột giống này nè, mà bánh giá. Mình để cái giá vô, có mình cho bột lên mình chiên á. Tôm nữa mình để lên trên. Này mà này nó lát nữa mỗi người ăn cái hay gì.
Với lại cái chảo này chống dính nè, chiên nó không bị dính. Cái củ chiên đã quá lẹ. Tại vì bột nó nở mà. Bột này mình chiên cho nó nở ra mà. Cái đó tự nhiên là chả chiên với anh vậy. Chả là có thịt có cá. Này mình chơi chả tép hả? Bây giờ chuẩn bị sắp ra đặng mình thưởng thức. Quá hấp dẫn không Phương ơi. Dạ. Còn mấy cái nữa Hoàng? Còn cái cuối cùng anh ơi. Cái dạ. Cuối cùng để chứng giữa nữa là ok. Không, còn 3 cái thấy dĩa hai cái còn trong kia 1 cái nữa kìa. Ý hỏi em đang chiên còn 1 cái mà trong dĩa em còn 3 cái. 3 cái chắc mình để thêm cái dĩa nữa quá. Dạ. Chắc thêm cái dĩa ngoài. Thêm cái dĩa ngoài đi chứ để chồng lên nhiều quá. Cái này ăn 1 cái chắc không hết thiệt luôn á Phương. Dạ. Trời nãy ai đòi ăn 2 cái ta? Em. Nghĩ 2 cái chắc cỡ này đó Hoàng. Ai ngờ đâu bự rồi, tại cái giá nó bự lắm. Cái bự hơn cái mặt em luôn á. Hồi nãy giờ mấy chị em cũng làm món tép chiên bột xong rồi, giờ xin mời cả nhà dùng chung với mấy chị em nha. Xin mời cả nhà. Em muốn mắm cái này phải cắt ra. Em chia đũa. Nói mấy chị em thấy quan mấy chị em xong rồi mắc cười quá. Không à, nói quan chung vô mấy chị em luôn cũng được. À, vậy là không được đâu anh ơi. Cảm ơn em. Chị cầm đưa vậy giống đi rượu quán. Cái hồi em đó hồi vậy? Xưa coi trong phim vậy đi ha. Nhỏ nữa đi Quang ơi. À. Hôm nay em 6 ca, chị đổ tự nhiên dư 2 đôi rồi. Còn của anh Thắng nữa kìa. Ở đây mình có cải bẹ xanh nè, đọc xoài nè, rau thơm nè, rau tía tô nè, cái này là gì quên ta, quế nước gì đó, em định nói rau xá xì, lá cách, rồi đây là lá lốt, ai thích gì ăn nấy nha, chị hơi ăn gì em thích cho, lá cách thì nằm ở đây, lá lốt ở đây, lá lốt hay lá cách, hai lá luôn đi, đi. Để chung luôn cho đúng rồi, phải để nhiều lá vô trộn vô á mới ngon nhé. Tới mà anh thấy tới mà. Có lá xài chưa? Để thưởng thức cái món tép bột của Út Thư này, trộn thử coi ngon không, ta bột ngon không. Cảm nhận đầu tiên là biết gì không? Giòn. Giòn. Thôi nước. Ngon. Giòn mà ngon chứ giờ không biết cảm nhận sao nữa. Giòn ngon là biết do không? Tại vì anh Quang chiên nó giòn nó ngon á cưng. Không, bột ngon, ngon thiệt rồi. Cái mắm thì cũng ngon nữa. Mọi người thấy gũ ra em sắp đẹp không? Ừ, đẹp. Nó có cái bông dưới giữa kìa. Ngon thiệt. Ừ, ăn thử lấy xài chứ. Chị có gặp đây nè. Hồi nãy giờ chiên chổng mà cái nước chảy mồ hôi lưỡi hoài luôn á. Mà đâu có dám ăn vụng đâu, lỡ thiếu một cái rồi sao? Bị mẻ rồi sao ha? Dạ, mẻ rồi sao?
mà ăn cái này cũng nhờ rau chị Bi. Rau không có rau nó ngán. Trời mưa lâm râm luôn, quá lý tưởng luôn. Mát hả? Dạ. Có lá xoài chua chua không? Dạ. Nãy em ăn cái khúc này nó bị cứng á. Sao ăn? Ngon. Bột này phai vừa đúng không? Ốc hư lên tay rồi. Nay nó ốc hư tôi không biết nấu đồ ăn đâu trời. Nay làm ăn cũng ngon chứ. Hồi nãy anh lúc đêm á em sợ lấy ít quá cái nó hơi lạc. Mà chấm với nước mắm gì là vừa hết chưa em? Ừ. Nếu mình không chấm thì mình thêm nhiều hơn. Dạ. Mà mẹ thấy ăn với nước mắm thì nó hợp hơn. Ừ. Tại vì có rau chấm. Dạ. Chép này nhiều. Nhiều chỗ là em thấy có pha thêm là cái bắp chuối rồi nữa đó. Đúng rồi, bắp chuối. Em thấy ăn này nhờ nước mắm nhiều lắm á. Ừ. Đúng rồi. Này ăn với ăn bánh xèo á. Cái này mà có thêm lá điều nữa đó. Lá điều nữa thì nó chua chua ăn rất là ngon luôn. Lá xài cũng chua nè. Ừ. Nhưng mà lá điều thì nó thơm hơn nữa. Mỗi cái mỗi vị mà. Cái bông nó ăn được luôn á Úc ơi. Nè, bông mượt nó. Bông sứ. Sứ. Ăn được thiệt không? Được. Ăn được thiệt không? Không biết được không mà tại vì xưa giờ người ta chưa ai dám ăn nha. Không biết ăn được không nữa, em ăn thử coi. Thôi em không được, em không có can đảm đâu. Sao vậy? Mấy loại rau này ăn được kìa, anh nghĩ cái bông nó ăn cũng được á. Đúng rồi, lá này kia mình ăn cũng được bình thường, có gì đâu. Hoa phượng mình ăn cũng được đó. Lỡ xui xui em ăn vô em bị gì rồi sao? Tại lúc đó bụng đâu yếu. Đâu có gì đâu bị. Bụng cưng yếu này mà. Cái mà bông phượng nè ha, rồi giống như kêu bằng bông đu đủ á, ăn cũng được nữa, lá đu đủ ăn cũng được nữa. Cái bột này ở trong thì nó mềm, nó hơi béo béo, mà ở ngoài thì nó giòn. Tôm thì nó thơm. Tuyệt vời. Tép này nãy có trứng nhiều lắm á. Ừ. Ngon, béo ngon lắm á. Chuyện quá. Ngon lắm. Có lá quế đất này. Đố thơ cái món này giống cái món bánh gì nè. Bánh xèo, bánh tọt, bánh tọt, bánh thọt. Ăn chưa? À bánh này ăn còn. Không à, anh Thư nó hay á. Nói ra là biết liền. Chị đố em ở trong cái món bánh cọt á nó giống giống như món tép chiên bột của mình nè, nó thiếu có cái gì với cái gì giống nữa nè. Thịt, đúng không? Đúng rồi. Cái gì nữa? Đậu xanh. Đúng vậy, vậy là có ăn qua rồi. Mới trả lời được. Ốc Thư ăn cái món bánh thọt cho Ốc Thư. Dạ rồi. Vậy thôi mất mấy chị em làm em nhịn nha. Ủa tại sao? Ủa, tại sao? Ăn rồi, rồi. Biết rồi. Em ăn rồi nhưng mà em vẫn ăn được nữa. Tao nghĩ không? Anh Quang chơi kỳ quá. Dạ thôi tới bữa đó cần làm nữa nha. Em thấy bánh sọt, bánh cọt á, miền Nam mình á là chia để tép hoặc là để trong phun, còn ở ngoài miền ngoài á em thấy là để con mực nhỏ nhỏ á chị Quyên. Ừ. Con mực hay con bạch tuộc nhỏ nhỏ giống như ở những siêu biển á ha. Dạ đúng rồi, hải sản nó chắc tùy theo sở thích á, nghĩa là tùy theo vùng miền. Ở mình ở đây mình có tép có thịt rồi mình làm bánh tép thịt. Đúng. Còn ở ngoài đó có mực thì ta làm mực với tôm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Ở Gò Công á mình thì làm bánh giá, bánh giá bánh bỏ giá hả? Ừ, cũng có bỏ giá vô đó luôn, bỏ vô cái giá mình hồi nãy mình giống như bánh giá mình chiên bột vậy đó, bỏ giá dứ, xong cái chế bột lên, chế bột lên giá, xong cái mình có cái nồi nha, cái nồi dầu bự lắm nha, chế vô đó, hồi cái để con tôm lên nữa, để con tôm mà để gắt cái đậu phộng nữa, thịt đậu phộng lên nữa, em thấy em nhìn thấy là em thèm tới luôn á. Cũng biết bánh đó nữa. Dạ. Cái đó nó cũng bự lắm. Không, tính ra cái món này mình làm đơn giản nhanh lẹ ha. Dạ. Mà ngon lắm. Cái món này mà chắc chú Bảy có chú Bảy là gai rồi xả. Dạ. Rau vô gạo là túng tủ chú Bảy rồi.
mà ăn cái này ăn cắn chút xíu mà nó không có đã. Đúng rồi. Nó phải có cái gì đó trong nhiều nhiều á. Phải ngốt à. Trong nhiều nhiều á. Thì bởi vì nãy chị nói ăn cái này khó nói chuyện quá đó. Nó mới cảm nhận được hết cái hương vị. Ra lúa có hơm ha, Út hơm không? Còn nhiều mà. Quan cắt thêm miếng nữa đi Quan. Dạ. Cái lá này hơn. Cái lá này chị cải lại để lên cuốn lại. Cái cuốn. Rồi ăn cuốn này hơi ngại luôn á. Có gì đâu ngại chứ. Trời còn nhiều mà. Ngại là mất ngon á. Ta thường thường nói ngại ngại là hại bao tử đó. Cái này thì giòn, ở trong thì nó mềm nhưng mà nó có cái vị béo béo ha. Ồ, Phư làm đã ha. Cái này một mình ăn chứ không hết cái nổi đâu. Cái này ăn nhờ đông vui á, cái này cũng giống như bánh xèo vậy đó, ăn đông vui á nó mới ngon chứ. Đông vui mới hết chứ không đông vui không hết nổi đâu. Ăn chừng vài cái là nó ngán rồi. Ăn một mình nó buồn. Cái bột này nó phì ghê hết Quang ha. Dạ, nở. Nãy giờ mấy chị em cũng dùng món tép xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những video kế tiếp. Xin chào cả nhà.